Người con gái Việt Nam Tố Hữu. Em là ai? Cô gái hay nàng tiên? Em có tuổi hay không có tuổi? Mái tóc em đây hay là mây là suối? Đôi mắt em nhìn hay chất lửa đêm sông? Thịt da em hay là sắt là đồng? Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt, cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt. Cô bàn tay như đôi lá còn xanh, trên mình em đau đớn cả thân cành. Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng, em đã sống lại rồi, em đã sống. Điện giật, rủi đâm, dao cắt, lửa nung, không giết được em, người con gái anh hùng. Ôi trái tim em, trái tim vĩ đại, còn một giọt máu tươi còn đập mãi. Không phải cho em, cho lẽ phải trên đời, cho quê hương em, cho tổ quốc loài người. Từ cõi chết, em trở về trói lọi, như bụi em đi, ngọn cờ đỏ gọi. Em trở về, người con gái quang vinh, cả nước ôm em, khúc ruột của mình. Em đã sống, bởi vì em đã thắng, cả nước bên em, quanh giường mẹ trắng. Hát cho em nghe, như tiếng mẹ ngày xưa, sông thu buồn, giọng hát đò đưa. Cả nước cho em tất cả, máu tiếp máu, cho lại hồng đôi má, cho mái tóc em xanh lại ngày xuân, cho thịt da em lại nở trắng ngần. Em sẽ đứng trên đôi chân tuổi trẻ, đứa tàu lại trở về quê mẹ. Em sẽ đi trên đường ấy thanh thang, như những ngày xưa rực rỡ sao vàng. Ôi đôi mắt của em nhìn rất đẹp, hãy sáng mãi niềm tin tươi ánh thép, như quê em gò nổi Kỳ Lam, hỡi em người con gái Việt Nam.